Ngày 7 tháng 11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn 6, xã Liêm Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, cùng dự có các đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam, Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong không khí phấn khởi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ban công tác mặt trận Tổ quốc Việt Nam thôn 6 cùng các đại biểu và nhân dân đã ôn lại truyền thống 90 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo đại tướng Ngô Xuân Lịch, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, kết quả thực hiện phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư thôn 6 là một thôn thuần nông có 230 hộ dân với 780 nhân khẩu. Thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư luôn được duy trì và đẩy mạnh trên địa bàn thôn. Thông qua các cuộc vận động, nhân dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của thôn. Đến nay, đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân ngày càng được nâng cao và ổn định, số hộ khá giàu tăng, số hộ nghèo giảm không có hộ đói. Cơ sở hạ tầng, đường làng, ngõ xóm, đường khuyến nông 100% được bê tông hóa và giải đá cứng hóa mặt đường. Số nhà kiên cố hóa trong thôn chiếm tỷ lệ trên 92%, thu nhập đầu người năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, có hơn 92% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tôi cũng như là nhân dân xã Lim Trung rất là vui mừng và phấn khởi. Quê hương à. chúng tôi được khởi sắc, rất là sung sướng và vui mừng cũng nhờ đảng nhờ bác dẫn đường và đã đưa dân nhân dân chúng tôi từ rất là gian khổ nhưng bây giờ cuộc sống khang trang đổi mới về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu vui mừng trước sự đổi mới phát triển toàn diện của khu dân cư thôn 6, biểu dương và đánh giá cao nhân dân trong thôn đã tích cực tham gia cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia hiến đất làm đường, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng các thiết chế văn hóa cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong triển khai các công việc của thôn. À, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh thì à, trong đó thì cũng có cái sự phối hợp giữa à, mặt trận tổ quốc và à, quân đội công an à, thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thế và giấy lên các cái phong trào à, lao động sản xuất thi đua làm giàu chính đáng và đặc biệt trong cái ngày hội đại đoàn kết toàn dân đã trở thành ngày hội được nhân dân rất là quan tâm thế và tạo thành một cái nền tảng để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhân dịp này đại tướng Ngô Xuân lịch đã thăm hỏi trò chuyện trao 20 xuất quà tặng các đối tượng chính sách trao 20 xuất quà tặng các hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn của thôn 6 tặng quà thôn 6 và xã Liêm Trung